việc chào quý vị và các bạn việc thanh lý cho quý vị và các bạn một cái cặp lo thương hiệu của anh quốc thì uh, cặp này quý vị và các bạn gỡ hai cái còi bán đủ vốn mà Đó. còi dữ lắm quý vị và các bạn chút xíu nữa Việt sẽ quay cận cảnh và báo giá luôn nha rồi thì à, uh, sẵn đây việc thanh lý uh, mấy cái linh tinh đang tan nằm đây ở đây có một cái uh, đây có hai cái cặp lo chung mỹ nè hai cặp chung mỹ Trung mỹ cổ này nó dơ đi rồi hết nữa cái màn giấy này nó dơ quý vị và bạn và cái cái gì nè cái giấy này nè nó hồi xưa là giấy hồi xưa người ta nói chứ không phải như cái giấy liền như bây giờ nha đó cặp này thì bảo đảm dinh cho quý vị màn giấy này nói dính dơ nè bán cho quý vị một bạn 900.000 thôi hàng Mỹ mà giá 900 000 thì là quá ngon rồi, quý vị nó chỉ dơ thôi đường kính 11 5 và cái đường bắt ốc thì nó 10 12 5 đó Ừ nguyên bản nha cái cụ từ này rất là nặng từ này chắc nó tầm khoảng cỡ um, 10 á cụ tự to lắm nha Vinh đây xôi con cho quý vị xem 8 ôm bán 900.000 bán lỗ vốn nha quý vị đừng trả giá, trả giá là mình không có bán đâu khỏi mất thời gian. Rồi, tiếp tục đây là một cái cặp còi manovok thanh lý luôn. Còi manovok thì của Mỹ, ngang thì nó, còi này ngang nó có đường kính là hai mươi sáu năm, ngang là hai mươi sáu năm và cái chiều đứng của còi này là 10 rồi cái cầu này á thì uh, mình tính cái chiều này nó bị các, các bạn đây qua đây ha là 26,5 rồi đây lên đây là 10 còn từ cái đích cầu này cho đến cái đầu á uh, cái họng cội á thì nó là 20 có chữ mana nè cầu này có tụ sẵn luôn tụ mấy ông tay mấy ông hàng vô sẵn á. lú ra khúc dây nè mình gỡ trong thùng gái về từ anico nha từ anico đó. ở đây thì việc có tháo ra một cái để quý vị và các bạn xem từ nè cái này là để bọc cái từ lại tức là bảo vệ cái từ thôi nó là chỉ là một miếng mũ thôi còn cái từ nó nằm đây nè chết chết rồi không không sao gớt xuống dưới gãy cầu luôn đây từ nằm bên trong nè từ anico con nằm bên trong này. dây này. đây ốc chưa tháo keo nha Đó. hàng zin hát tốt còi gan cặp coi này việc bán 3 triệu thôi quý vị và các bạn bán thu 14 rồi đây là cái cặp lo mà quý vị và các bạn đáng chơi nè tại thời điểm hiện tại á việc nó thật là hầu như anh em bán không phải là bán audio bán tất cả các mặt hàng gì nó cũng chậm hết mà giá cả bên kia thì nó lên rất là nhiều Đó. cho nên quý vị mua hàng cái thời điểm này thì đôi khi được giá tốt nhưng mà gần tết thì mình nghĩ chắc giá nó cũng không không tốt đâu anh em bên kia người ta cũng không có về hàng nữa tại vì uh, tiền đô nó lên rồi hàng bây giờ nó hiếm đó. rồi mua không có hàng cũng vậy bên đây thì mình bán không được nhưng bên kia hàng nó lại lên giá ngộ vậy đó quý vị bảo bạc chứ không phải bên đây mình bán được rồi mình bán mà chạy hàng mà bên kia hàng lên giá thì mình không nói đây quý vị thấy cội gan uh, chiếu chiếu không đẹp không nó sần cái cầu này sần cầu này ngang thì mình tôi sẽ sơ, sơ nha tôi sẽ sơ, sơ thôi cái cầu này tháo ra tháo nguyên cái mặt nó ra dễ dòng lắm ngang thì cầu này chắc nó tầm khoảng 29 29 chiều cao chắc nó tầm khoảng 10 giờ. 12 11 12 gì đó 8 lỗ 29 30 8 lỗ cầu này cũ rất là to cái này là cái mic cầu quý vị và các bạn nào thích nghe nhạc khò khè khò khè nghe càng sắc xô thì hết ý luôn còn dưới này là cái chép còi gan 24 cũng 68 lỗ luôn hai volume tăng chung và chép nè bát thì bát 30 gân là gân gân vài ship dầu lò zin thì ở đây việc có một cặp còi lẻ của cái lo này nè là cặp còi bự đó để về một bạn mình bọc nè cái cầu nó cong cong vậy nè để việc lật ra cho quý vị xem ha đó hình thức cái cầu nó như thế này khi mà tháo ra gỡ cặp coi này bán không 90 triệu rồi quý vị và các bạn đó, rất là nặng nha đó, cội công đó hình thức nó như vậy thì nó nằm ở trong cái thùng này rồi à, cái cặp thùng này á thì về với tình trạng là đẹp xuất sắc theo hạng bảy mình không có tút tát không có xì ba nha à, quý vị và các bạn mua hàng có việc thông cảm được vì không có biết xì ba tút tát hàng lại thì có làm sao mình bán vậy quý vị nào mà thích hàng đẹp không tí vết thì có thể về tút taxi ba lại hay là mình tìm những chỗ nào mà người ta tút rồi đó. Vậy mình mua. Ở góc cạnh nó về bảo bàn Thì do việc quay cái video này 6 giờ mấy gần 7 giờ tối rồi. Tức là 19 19 giờ đó, gần 19 giờ rồi quý vị bạn. Cái thương hiệu này thì của Anh, sản xuất tại Nhật, in Japan nè. Quý vị thấy tiếng Anh không? ha. Đấy về bảo bạn hàng thì đẹp góc cạnh luôn rồi hàng đẹp góc cạnh cái cặp này thì uh, việc bán uh, thu hồi vốn luôn mình trong cái đợt xã hàng này thì mình bán hết đó thì uh, cái cặp này thì vốn mình nhập vô là 12 triệu 500 thì mình sẽ bán cho quý vị các bạn á cái giá là 13 triệu bao ship. Đó. Thì uh, coi như mình bỏ tiền công, bỏ cái tiền công vận uh, gối và cái tiền vận chuyển về nữa. Còn uh, gửi đi cho quý vị ở các tỉnh phía Bắc đó, thì mình phải uh, mua hai thùng shop, hai thùng shop như thế này nè. Mình đóng vô hai mình xài thùng mới không à. Thùng mới là 200k một thùng. Ê, xin lỗi, 100k một thùng là hai thùng là hết uh, 200k rồi. Thì quý vị hoặc bạn nào muốn tự trả tiền cước đó, thì mình uh, mình bán vốn cặp lo này là 12 triệu uh, 500 rồi cộng thêm 200k tiền uh, tiền hai cái thùng shop á quý vị và các bạn thì 12 triệu 700 quý vị và các bạn tự trả tiền phí ship đó bây giờ uh, cặp này là mình bán giá này á, là không có lời quý vị thông cảm đừng mặc cả giá giá và phương thức mua hàng thì quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước bán trước không ship COD không chờ không đợi tin thì mua không tin thì xem chơi cho vui. Đó. Việc thì không có thích cãi dài dòng với những bạn mà không tin hay là không biết. Rồi, chào về các bạn.